Bình Thuận là tỉnh ven biển cực nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam, với lợi thế chiều dài bờ biển 192 km, diện tích vùng lãnh hải 52.000 km2, là một trong những vùng biển giàu nguồn lợi về các loại hải sản, khai thác khoáng sản. Thiên nhiên ưu đãi cho Bình Thuận nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng để phát triển ngành kinh tế biển, nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, đặc biệt là phát triển ngành du lịch, thế mạnh vượt trội của tỉnh Bình Thuận. Nằm nếp mình làng chài Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống, nằm ẩn mình trên cung đường đôi ven biển Hòa Thắng, Hòa Phú, được xem như cung đường đôi đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Trước đây, ngoài việc đánh bắt hải sản ven bờ, người dân ở đây còn trồng dưa, trồng mì, chăn nuôi trên đất cát. Nay, ví như điểm kết nối giữa các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Bình Thuận trên cung đường Hòa Thắng, Hòa Phú. Từ đây, du khách có thể di chuyển tới tiểu sa mạc Sahara màu trắng chỉ với 5 phút lái xe, được xếp hạng là di tích quốc gia. Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Bầu Trắng ngày càng tăng, đưa Bầu Trắng trở thành điểm đến không thể thiếu khi đến với Bình Thuận. Khi đến với Bình Thuận, ngoài các địa danh quen thuộc cho du khách, thì huyện Bắc Bình có diện tích lớn nhất tỉnh Bình Thuận, nằm ở phía bắc của tỉnh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 230 km theo phía đông, cách Nha Trang khoảng 200 km theo phía tây nam. Cảnh đẹp độc đáo của Bình Thuận và Bắc Bình là những ốc đảo xanh tươi chạy dọc theo hơn 100 km bờ biển Thanh Bình. Cảnh đẹp này tương phản bằng nhiều sắc thái, nhiều cung bậc cảnh sắc. Từ những khu rừng nguyên sinh trong vùng giáp ganh với Lâm Đồng, với những cảnh đẹp hồ sông Lũy, thác Sương Mù, thủy điện Đại Ninh dọc theo con đường mòn mà xưa kia bác sĩ Yasin đã lần tìm ra cao nguyên Lian Bian, Đà Lạt ngày nay. Cảnh sắc xuôi về những đồng bằng xanh ngát, qua những thị trấn nhỏ Thanh Bình, xanh ngắt vườn Thanh Long, xuôi về hướng biển là cung đường du lịch ấn tượng nhất và đẹp nhất Việt Nam. Con đường này nối từ thị trấn Lương Sơn về Mũi Né, ngược về Hàm Tiến và Phan Thiết. Đây là cung đường nối từ đồng bằng vắt ngang lên những dãy đồi cát hoang sơ, nơi lưu dấu chiến khu Lê Hồng Phong oai hùng, nay thuộc xã Hồng Phong và Hòa Thắng. Bầu Trắng, Mũi Né, một địa điểm hồ nước ngọt. Nơi đây, xưa kia là một hồ nước rất rộng lớn đã được hình thành từ rất lâu về trước. Rồi sau đó, người dân ở đây mới dần dần đắp đập cát chạy ngang qua hồ để thuận tiện cho việc đi lại. Từ đó thì hồ được chia thành hai phần, hồ nhỏ và hồ lớn. Đây cũng là hai hồ nước ngọt lớn tại Bình Thuận. Cung đường ven biển của Bầu Trắng, tiểu sa mạc được coi là một trong số những cung đường phượt đẹp nhất Việt Nam đấy nhé. Có lẽ bởi cung đường này có một khung cảnh đường trải dài thẳng tắp giống như những bộ phim Viễn Tây của Mỹ, hay là băng qua những đụn cát trắng xóa như băng qua sa mạc tuyệt đẹp. Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận là một nơi đến không thể không ngạc nhiên vì vẻ đẹp hoang sơ và thu hút. Cung đường ven biển của Bầu Trắng, tiểu sa mạc trong năm 2023 đã hấp dẫn du khách với nhiều sự kiện thiết lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Đoàn diễu hành mô tô thể thao đông nhất, dài nhất Việt Nam, xác lập kỷ lục con diều lớn nhất Việt Nam và diễu hành siêu xe. Và các hoạt động thể dục thể thao, giải đua xe địa hình trên cát, Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023, Shop and Run Marathon Bình Thuận và rất nhiều sự kiện khác, góp phần phát triển kinh tế địa phương, việc làm cho hàng trăm hộ gia đình, truyền tải được hình ảnh tốt đẹp về một địa danh không thể không đến cho du khách trong và ngoài nước. Bầu Trắng, một điểm đến với thiên nhiên hòa bình cùng bạn và tôi, một vẻ đẹp mãi nhớ, thân ái và luôn chờ bạn đến một lần. Tôi yêu bạn.